Nghị viện Đài Loan hôm 17 tháng 5 hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên một vùng lãnh thổ châu Á có hành động này. Các nhà lập pháp hòn đảo này đã thông qua một đạo luật với cách biệt đáng kể, cho phép các cặp đồng giới được kết hôn vĩnh viễn dành riêng cho nhau, và một điều khoản thứ hai cho phép họ xin đăng ký kết hôn với các cơ quan chính quyền. Những người ủng hộ đạo luật này đã ăn mừng gần trụ sở nghị viện sau khi nghe kết quả. Kết quả bỏ phiếu này là một thắng lợi lớn cho cộng đồng LGBT của Đài Loan, vốn đã vận động trong nhiều năm để có quyền kết hôn tương đương và bình đẳng, cũng như các cặp dị giới. Các thành phần bảo thủ đã tìm cách vận động khối ủng hộ của họ trong những tháng vừa qua để loại bỏ bất kỳ chỗ nào nói về hôn nhân trong dự luật, nhưng bất thành. Dự luật của họ không hội đủ số phiếu.